Hi everybody, I'm Miss Lin. I am going to give the lecture today. I hope you will come along with me. Our lesson today is Unit 10, Recycling. We have two topics. The first, listen and read, and the second, read. Now let's get started. The first topic, listen and read. There is a dialogue between Miss Blake from Friends of the Earth and some students of Wang Trung School. They are talking about recycling. Everybody, you look at your book or on the screen. Listen to the dialogue carefully. Unit 10, Recycling. Listen and read. Friends of the Earth, les amis de la Terre, amigos de la Tierra. A representative from Friends of the Earth, Miss Blake, is talking to the students of Wang Trung School. Friends of the Earth shows people how to protect the environment and save natural resources. Recycling is easy. Remember, reduce, reuse, and recycle. You're right. It is not difficult to remember because all the three words begin with the letter R. Can you explain what you mean, Miss Blake? Certainly. I am pleased that you want to know more. Reduce means not buying products which are overpackaged. For example, shirts and socks which have plastic and paper packaging. I think I know what things we can reuse. Can you tell the class, please? We can reuse things like envelopes, glass, and plastic bottles, and old plastic bags. That's right. But instead of reusing plastic bags, we shouldn't use them at all. We ought to use cloth bags. So is that what you mean by recycle? Yes. Don't just throw things away. Try and find another use for them. That's easy to say, Miss Blake. But how do we do it? Contact an organization like Friends of the Earth for information. Go to your local library or ask your family and friends. Okay, that's all. Now you look at the screen. We have some words in highlight. Representative, environment, reduce, reuse, recycle, difficult, explain, product, information, library. Các em lưu ý những từ này và cô sẽ khai thác thêm trong cái phần vocabulary kế tiếp của các em. Now, vocabulary. Trong phần này, cô yêu cầu các em là viết nội dung từ vựng này vào trong vở bài học đầy đủ. Are you ready? Now, number one. Recycle. Verb. Tái chế. Ngoài ra, chúng ta còn những từ loại là noun, recycling, and adjective, recyclable. Number two, reduce, verb, make something smaller or less in size, price, and quantity. Reduction, noun. Number three, reuse, verb, use something again. Trong từ này chúng ta có hai từ loại, đó là verb và noun trong cùng một hình thức. Nếu là verb là sử dụng lại, noun là việc sử dụng lại. Ngoài ra chúng ta có từ liên quan, use, cũng cùng một hình thức mà hai từ loại, đó là verb and noun. Number 4, represent, verb, tiêu biểu hay là đại diện. Representative, noun, người đại diện. Các em lưu ý danh từ này là chỉ người. Number 5, explain, verb, tell somebody about something in a way that makes it easy to understand. Explanation,
A reason given for something. Các em lưu ý hai từ này về cái hình thức spelling của nó. Number 6. Library. Now. Look at the picture on the screen. A building in which collection of books, newspaper, works of reference are kept for people to study, read and borrow. Librarian, a person who works in library. Các em lưu ý hai từ này đều là danh từ hết. Nhưng mà một cái là chỉ người, còn một cái là chỉ vật. 7. Inform, verb, tell somebody about something. Information, noun. Number 8. Environment. Now, you look at the picture on the screen again. The natural world in which people, animals and plants live in. Thế giới tự nhiên mà trong đó có người, động vật và thực vật sống ở trong đó, chúng ta gọi là môi trường. We have adjective environmental, adverb environmentally. Product number 9, now. And production. Cả hai từ này đều là danh từ. Nhưng mà nếu là product là danh từ mà chỉ sản phẩm của con người, một công ty hay một xí nghiệp nào đó làm ra sản phẩm riêng cho họ từ những cái nguyên liệu thô sơ. Còn production là ngành sản xuất. 10. Difficult adjective, not easy. Difficulty, noun. Đây là những cái từ mà cô lược ở trong cái phần listen and read. Các em cố gắng viết đầy đủ vào trong vở bài học. Cô sẽ dịch nội dung bài cho các em và các em có thể ghi chú lại những từ khó để cho các em hiểu rõ hơn về cái nội dung bài đọc này của chúng ta. Và các em nhìn lên màn hình phía góc bên tay phải, chúng ta có 3 dòng: Friends of the Earth, những người bạn của trái đất. Đây là một tổ chức được thành lập ở San Francisco của nước Mỹ. Les Amis de la Terre là một tổ chức được thành lập ở nước Pháp. Amigos de la Tierra là một tổ chức thành lập ở nước Tây Ban Nha. Và cả ba tổ chức này đều cùng một mục đích chung, đó là bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Cô sẽ bỏ những cái phân đoạn, phân vai và cô chỉ đọc dịch cái nội dung này cho các em nắm. Người đại diện từ tổ chức những người bạn của trái đất, cô Blake đang nói chuyện với học sinh trường Quang Trung. Những người bạn của trái đất trình bày cho mọi người cách bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Việc tái sử dụng rất dễ. Hãy nhớ tiết giảm, tái sử dụng và tái chế. Cô nói đúng. Điều này không khó nhớ vì cả ba từ đều bắt đầu bằng chữ R. Cô có thể giải thích ý của cô được không, cô Blake? Tất nhiên là được. Cô rất vui vì em muốn biết thêm. Tiết giảm có nghĩa là không mua những sản phẩm được đóng gói quá kỹ, chẳng hạn như áo sơ mi hoặc vớ có bao bì bằng giấy và nhựa. Em nghĩ là em biết chúng ta có thể tái sử dụng những thứ nào. Em có thể nói cho cả lớp biết không? Chúng ta có thể tái sử dụng những thứ như phong bì, chai thủy tinh, chai nhựa và túi nhựa cũ. Đúng vậy, nhưng thay vì sử dụng lại các túi nhựa cũ,
thì chúng ta không nên dùng chúng nữa. Chúng ta nên sử dụng những cái túi vải. Vì vậy, đó là ý mà cô muốn nói qua cái từ tái chế, phải không? Đúng, đừng dễ dàng vứt bỏ đồ vật đi. Hãy cố tìm cách tái sử dụng chúng. Điều đó nói thật dễ, cô Play à. Nhưng chúng em thực hiện như thế nào? Hãy liên hệ với một tổ chức giống như những người bạn của trái đất để biết thêm thông tin. Đến thư viện địa phương hoặc hỏi gia đình và bạn bè của các em. Và trước khi kết thúc bài này, cô sẽ cho các em nghe để chúng ta củng cố lại nội dung bài học. Unit 10, Recycling. Listen and read. Friends of the Earth, Les Amis de la Terre, Amigos de la Tierra. A representative from Friends of the Earth, Miss Blake, is talking to the students of Wan Chung School. Friends of the Earth shows people how to protect the environment and save natural resources. Recycling is easy. Remember, reduce, reuse, and recycle. You're right. It is not difficult to remember because all the three words begin with the letter R. Can you explain what you mean, Miss Blake? Certainly. I am pleased that you want to know more. Reduce means not buying products which are overpackaged. For example, shirts and socks which have plastic and paper packaging. I think I know what things we can reuse. Can you tell the class, please? We can reuse things like envelopes, glass, and plastic bottles, and old plastic bags. That's right. But instead of reusing plastic bags, we shouldn't use them at all. We ought to use cloth bags. So is that what you mean by recycle? Yes. Don't just throw things away. Try and find another use for them. That's easy to say, Miss Blake. But how do we do it? Contact an organization like Friends of the Earth for information. Go to your local library or ask your family and friends. Now, we have just finished the first topic. Next topic, we will reach another paragraph, recycling facts. There are many wasting garbage we can recycle. For example, car tires, bottles, glass, drink cans, and compost. Vậy thế giới, người ta tái chế những thứ này như thế nào? Chúng ta sẽ nghe và lấy thông tin từ đoạn paragraph sau nghe. Now listen carefully. Read. Recycling facts. Car tires. In the USA, millions of old car tires are thrown away every year. But tires can be recycled to make pipes and floor coverings. Nowadays, many people wear shoes and sandals made from old car tires. Bottles. In Britain, the milkman brings bottles of milk to houses and collects the empty ones. The empty bottles are then cleaned and refilled. Every milk bottle can be reused 30 times. Glass. In industry, most glass is recycled. The glass is collected and sent to the factories. There, it is broken up, melted, and made into new glassware. Drink cans. People throw away billions of cans every year all over the world. In Oregon, the government made a new law several years ago. They said that there must be a deposit on all drink cans. The deposit is returned when people bring the cans back for recycling. Compost. Farmers have recycled their waste for thousands of years. They grow food for their animals and use the dung for fertilizing their fields.
They also collect household and garden waste to make compost. Compost is a wonderful natural fertilizer. It helps plants grow. Thought for the week. 1 ton of recycled paper saves approximately 8 trees. Let us know. We are delighted that you are interested in protecting the environment. Share your recycling story with our readers. Call or fax us at 5265-456. Okay, now. You have to take note some words in highlight. Industry, fertilizing, waste, approximately, and delighted. Chúng ta tiếp tục khai thác những từ mới này trong cái phần vocabulary của nội dung bài này nha. Now, vocabulary. Các em cũng viết những cái từ vựng này vào trong vở bài học tiếp tục cho cô. Number one, waste, verb and noun. Cùng một từ loại nhưng hai hình thức, động từ và danh từ. Wasteful, adjective. Number two, fertile. Fertilize. Các em lưu ý cách đọc của hai từ này. Từ thứ nhất, fertile or fertile. Từ thứ hai, fertilize, verb. Fertilizer, noun. Từ này có nghĩa là phân bón nhân tạo hay là phân bón hóa học. Thì ở đây cô cho các em cái hình để chúng ta rõ hơn về cái phân bón hóa học. Là gồm có nhiều loại phân, ví dụ như phân đạm, phân lân và phân kali. Gọi chung nó là phân bón hóa học. Number 3. Approximate, adjective, almost, correct, but not complete. Approximately. Number 4. Delight. Trong từ delight này chúng ta cũng có hai từ loại, verb and noun. Verb, to give somebody a lot of pleasure and joy. Noun, a feeling of great pleasure. Và chúng ta có hai tính từ, delighted and delightful. Thì để cho các em biết được cái cách sử dụng của hai tính từ này như thế nào, cô đưa ra cái hình thức ví dụ cho các em. I'd be absolutely delighted to come. I was delighted that you could stay. It was a delightful fishing village. Delighted. Feel very happy. Nếu chúng ta sử dụng là delighted là chúng ta cảm thấy vui, cảm thấy thích thú. Delightful, make somebody happy, là làm cho ai đó vui, thích thú. Các em lưu ý từ này để chúng ta làm bài tập cho nó dễ dàng hơn. Number 5. Industry, công nghiệp. And industrial. Các em lưu ý cho cô hai cái cách phát âm này. Industry và industrial, adjective. Và phần từ vựng của chúng ta là kết thúc. Cô sẽ quay lại bài reading và hỗ trợ các em dịch cái phần này để cho các em có thể rõ hơn về cái nội dung bài đọc của chúng ta. Green Gazette, báo xanh. Recycling Fact, việc tái chế. Lớp xe ô tô. Ở Mỹ, mỗi năm hàng triệu lớp xe ô tô cũ bị vứt bỏ. Tuy nhiên, lớp xe có thể được tái chế để làm ống dẫn và tấm lót sàn. Ngày nay, nhiều người mang giày
và dép được làm từ những lớp xe cũ. Chai. Ở Anh, người bán sữa giao chai sữa tận nhà và thu gom những chai không. Sau đó, những chai không này được làm sạch và lại được đổ đầy sữa. Mỗi chai sữa có thể được tái sử dụng 30 lần. Thủy tinh. Trong công nghiệp, phần lớn thủy tinh được tái chế. Thủy tinh được thu gom và đưa đến các nhà máy. Ở đó, thủy tinh được đập vụn, nấu chảy và làm thành đồ thủy tinh mới. Lon nước uống. Mỗi năm, trên thế giới, người ta vứt bỏ hàng tỷ cái lon. Tại Oregon, chính quyền đã ban hành một đạo luật mới cách đây vài năm. Họ ra quyết định rằng phải có một khoản tiền đặt cọc cho tất cả những lon nước uống. Tiền đặt cọc này sẽ được hoàn lại khi người ta mang trả lon để tái chế. Phân xanh. Hàng ngàn năm nay, các nông dân đã tái chế chất thải của họ. Họ trồng lương thực cho gia súc của họ, rồi dùng phân gia súc để làm cho những cánh đồng của họ màu mỡ. Họ còn thu gom rác, thải sinh hoạt và rác trong vườn để làm phân xanh. Phân xanh là một loại phân bón tự nhiên rất tốt. Nó giúp cây trồng tăng trưởng. Mỗi tuần một suy nghĩ. Một tấn giấy tái chế tiết kiệm khoảng 8 cây xanh. Hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi rất vui vì các bạn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Hãy chia sẻ những câu chuyện tái chế của bạn với độc giả của chúng tôi. Hãy gọi hay là gửi fax cho chúng tôi theo số 5265456. Okay, now you listen again the paragraph. Read. Recycling facts. Car tires. In the USA, millions of old car tires are thrown away every year. But tires can be recycled to make pipes and floor coverings. Nowadays, many people wear shoes and sandals made from old car tires. Bottles. In Britain, the milkman brings bottles of milk to houses and collects the empty ones. The empty bottles are then cleaned and refilled. Every milk bottle can be reused 30 times. Glass. In industry, most glass is recycled. The glass is collected and sent to the factories. There, it is broken up, melted, and made into new glassware. Drink cans. People throw away billions of cans every year all over the world. In Oregon, the government made a new law several years ago. They said that there must be a deposit on all drink cans. The deposit is returned when people bring the cans back for recycling. Compost. Farmers have recycled their waste for thousands of years. They grow food for their animals and use the dung for fertilizing their fields. They also collect household and garden waste to make compost. Compost is a wonderful natural fertilizer. It helps plants grow. Thought for the week. One ton of recycled paper saves approximately 8 trees. Let us know. We are delighted that you are interested in protecting the environment. Share your recycling story with our readers. Call or fax us at 5265456. Okay, now let's do homework. Copy and learn the words by heart. Nhiệm vụ đầu tiên của các em là copy và học những từ mới. Second, read, listen and read. Read. Cố gắng đọc cho cô bài listen và bài read nhiều lần.
Phần này sẽ hỗ trợ cho các em trong cái phần bài tập củng cố phía sau của nội dung bài học ngày hôm nay. Do exercise as instructed và làm bài tập theo hướng dẫn. Okay, now the lesson is over. If you do not understand the lesson, write the comments to me. Hopefully, you will enjoy this lesson. Thanks for your attention. Goodbye.